Từ kiếp nào ta ngỡ bơ vơ, người ân tình sao nỡ xa ta. Từ kiếp nào tình nỡ tình sâu, và lòng thì ngỡ lòng buồn, lòng ngỡ lòng buồn vì lòng tìm mãi tình hồng. Tìm mãi tình hồng mà tình thì mãi mịt mùng. Ai đi tìm ai suốt đời, ai đi tìm ai suốt đời. Tình yêu nào như đến trong mơ, tình yêu nào êm ái như thơ, tình yêu nào lòng cứ đợi chờ, đợi chờ từng phút từng giờ, từng phút từng giờ mà tình thì đến nào ngờ. Tình đến nào ngờ vì tình nào có hẹn giờ. Anh đi tìm em suốt đời, anh đi tìm em suốt đời. Đời anh ngỡ chết trong ngày buồn, buồn lẻ loi thấy đâu niềm vui. Niềm vui đó xót xa đợi chờ, giờ đã tới. Yêu này anh cảm ơn em, tình yêu này anh nhớ ơn thêm. Tình yêu này tình quá ngọt ngào, và tình còn quá tràn đầy, tình quá tràn đầy làm lòng cảm thấy nghẹn lời. Lòng thấy nghẹn lời vì tình hồng rực rỡ một trời. Anh tôn thờ em suốt đời, anh tôn thờ em suốt đời. Đời anh ngỡ chết trong ngày buồn, buồn lẻ loi thấy đâu niềm vui. Niềm vui đó xót xa đợi chờ, giờ đã tới với tình em trong. Tình yêu tình yêu này anh nhớ hơn thêm. Tình yêu này tình quá ngọt ngào, và tình còn quá tràn đầy, tình quá tràn đầy làm lòng cảm thấy nghẹn lời. Lòng thấy nghẹn lời vì tình hồng rực rỡ một trời. Anh tôn thờ em suốt đời, anh tôn thờ em suốt đời. Tình yêu này, tình yêu. Khi cất tiếng hát lên thì bản thân chị cũng bị cuốn theo, rất là tình cảm, rất là kỹ thuật. Em diễn rất là nhẹ nhàng, tình tứ, và ca từ cũng vậy, nói em bỏ nhỏ, em trau chuốt, em làm cho người nghe xuyến xao lắm. Cảm ơn em đã đem đến cho chúng tôi một ca khúc rất là hay, tuyệt vời. Em là phụ nữ.
Cho nên là khi thấy một người đàn ông nhẹ nhàng, hát dịu dàng và cử chỉ mà làm như vậy thì em cảm thấy sướng sao? Em không dám chê được anh ạ. Anh cũng sao xuyến. Sao xuyến luôn kìa. Tuấn Nghĩa rất thông minh, chọn bài hát quá hay. Đây là một cái tấm thảm nhung mà để cho người ca sĩ bước lên. Em hát rất tinh tế, ha, nhã chữ rồi êm giọng, nắn nót từng chữ để cho cái cảm xúc cho người nghe cảm thấy rõ ràng, rõ nét. Về cái bài hát này thì trước tiên tôi rất là tò mò, tôi muốn biết là những người nghệ sĩ mà hào hoa, đẹp trai là như ông Hoàng Thị Thơ ngày xưa hay là như anh Thái Châu đây này, thì khi mà rơi vào cái cảm giác là phải tạ tình, tức là yêu một người nào đó ra giết và đi tìm người ta cả một đời như ông Hoàng Thị Thơ với cái bài này, thì anh đã rơi vào cảm giác đấy bao giờ chưa? Có tìm tạ tình tới vì người ta đóng cửa thôi đi về. Mà chắc cũng tìm tạ tình nhiều dữ lắm. Nhiều đấy. Lắm chứ không phải ít. Và cái bài hát này nó sẽ thú vị khi mà chúng ta hiểu được cái tâm trạng của cái nhân vật trong cái bài hát, chờ đợi một cái người nào đó cả một đời. Vì gần đây thì con trai của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ với nghệ sĩ Tân Nhân là anh Châu La Việt, anh ấy có công bố cái lá thư của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ viết cho anh ấy, tức là viết cho con trai. Trong cái bức thư đó, ông vẫn khẳng định rằng cái mối tình của ông với Tân Nhân đấy là mối tình lớn nhất, và đấy là cái người phụ nữ ông yêu nhất, ông tôn thờ nhất. Thành ra là khi mình nghe cái bài này, mình không khỏi liên tưởng đến những gì mà ông Thơ đã viết. Nhất là bài này ông viết về sau này, lúc đó ông vẫn còn chưa gặp lại người mà ông yêu nhất đó. Đúng là Nghĩa hát rất là thông minh. Những bài hát của Hoàng Thị Thơ là đều có cái điểm chung là có những câu lặp lại đó, và mình biết là hát mỗi một câu tình yêu nào nó đều khác. Thế đấy là một cách hát thông minh rồi. Xin chúc mừng. Người ta thường gọi mùa hè là mùa của đom đóm. Chúng tôi đã có những mùa xuân bên nhau, cùng ngắm những cánh hoa đào rơi, và những đêm hè cùng nhau ngắm cánh đom đóm bay. Nhưng rồi tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Phải chăng những cánh đom đóm cũng như kỷ niệm, kỳ ảo và huyền diệu? Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nỡ tối tàn, đời ai không một lần quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ, đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ nhiều, cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu. Ngày biệt ly, chúng mình chưa nói hết câu tạ từ. Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần là thôi.
thôi là thế đó, dĩ vãng là thơ, đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi là thế rồi, hiện tại ước mơ nhiều, cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ. Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần. Xin được cảm ơn ca sĩ Tuấn Nghĩa với bài hát Nhật ký đời tôi của nhạc sĩ Thanh Sơn. Một bài hát mang chất tự sự rất nhiều. Và khi mà nhìn xuống khán giả cũng như là nhìn xuống ban giám khảo thì họ thấy nhiều người có vẻ hơi trầm tư, phải không ạ? Mà đặc biệt là anh Thái Châu. Em thấy anh trầm tư lắm khi nghe bài hát này. Không biết là anh cảm nhận như thế nào ạ? Tại vì anh đang tiếc nuối cho cái giọng đẹp của Tuấn Nghĩa. Qua cái thể hiện em hát cái bài hát này, em cảm giác là cái cảm xúc nó không có cái sự mạch lạc, nó không có sự mượt mà, không có sự uyển chuyển như ký ý của tác giả Thanh Sơn viết. Chắc là tại vì cái sự hòa âm. Nếu mà hòa âm lại một cách khác thì có thể là Nghĩa hát, anh nghĩ là cái cảm xúc sẽ tốt hơn và cái cách nhả chữ nắng nót rồi luyến lấy nó sẽ tốt đẹp hơn. Cái hãy nghe tôi hát, anh đã nhắc nhở các em là mình hãy sáng tạo. Mình phải làm cái điệu bolero rumba này dễ lắm, dễ sáng tạo lắm, làm cho mình thôi thúc mình lên, cái cách hòa âm mình làm cho thôi thúc ca sĩ lên, cho mình có cái cảm hứng để dễ bắt nhịp, dễ cho cảm xúc vào bài hát. Lần sau mình làm việc với cái người nhạc sĩ hòa âm để cho cái bài hát của mình nó thăng hoa hơn nha. Em trước khi em thi cái bài này, em có thấy sự lộng lẫy, sự mượt mà, sự mùi mẫn của cái bài hát này không? Trước đây thì em nghe các ca sĩ nổi tiếng, các danh ca hát ca khúc Nhật ký đời tôi này, thì cái cảm xúc của em khi nghe họ hát là có một sự rất là mùi mẫn và tiếc nuối. Nhưng với cái bản hòa âm này thì em cũng muốn mang lại cho ca khúc này một cái sự đổi mới hơn về cách trình bày và cái cảm xúc khi mà người ta nghe thấy. Đó là một cái cảm xúc nó man mác, nó nhẹ nhàng hơn là cái cảm xúc mà sầu thảm thường được nghe. Người ta nói cái câu đầu xuôi đuôi lọt. Ngay từ đầu tiên em ngồi em đọc thơ, em đọc mà sao mà cái nhạc hòa âm nhanh quá. Khi mà em bước vô hát, em gần như em chụp cái câu đầu. Anh nghĩ rằng nếu em làm cái kiểu này mà em làm cho nó bossa nova hay là một cái điệu gì nó nhanh hơn, rồi em hát trong đây bằng một cái giọng của mình chứ không cần phải là giọng mùi của nhạc quê hương, thì anh nghĩ là nó sẽ thành công theo một cái phong cách mới. Thì anh nghĩ rằng nếu trong kỳ sau mà em chọn những bài thi trong những vòng tới, em hãy cố gắng là làm sao để khi mà mình hát lên mình cảm thấy nó quyến rũ hơn và phải giữ cái hồn của bài hát đó, thì anh nghĩ là sẽ thành công. Nãy giờ những lời nhận xét thì rất là đúng rồi, cho nên là chị Trang không có nói thêm gì nữa. Nhưng chị Trang rất là ủng hộ em. Em đã phá cách ra, em phối mới và cái cách hát của em trình bày cũng mới. Đừng vì thế mà những dòng sau em lại không tự tin nữa. Cho nên là em cũng phải, những cái gì mà em muốn thực hiện thì em cứ làm hết mình. Nhiều khi cái dòng sau em lại phá cách, nhiều khi nó hợp với cái bài hát của em hơn. Cho nên là chị động viên em cố gắng lên.
Bây giờ thì em sẽ nghe thử ý kiến của ban giám khảo. Chắc là con phải mời chú Hàn Châu trước, bởi vì cái thử thách chú đặt ra cho ca sĩ là mỗi bài hát phải gắn với một địa danh, một cái vùng đất. Vậy thì cái việc dàn dựng của bạn Tín Nghĩ ngày hôm nay thì chú cảm thấy như thế nào ạ? Thì hôm nay tôi cũng rất cảm ơn. Tiết mục tôi thấy cũng đẹp, những cái lồng đèn và những cái điệu múa cũng hay. Tôi cũng thấy là em làm cái tiết mục này mặc dù á nó cũng còn thiếu một cái gì đó, hình như là cái diễn của em trong bài hát này chưa có, diễn không có sâu mà. Nhưng mà dù muốn dù không thì em cũng đã làm tròn được cái bài hát này. Cũng xin cảm ơn em. Anh ơi, tại sao là tình nhỏ mau quên? Cái này thuộc loại lâu lâu mới về rồi gặp cái rồi đi làm việc khác nữa rồi, thì cứ lâu lâu gặp chút, nhưng mà cho nên cái tình nó nhỏ vậy thôi. Yeah. Không có sâu đậm lắm. Cái bài này thì phải nhớ rằng ngày xưa có cái bộ phim Tình Nhỏ Làm Sao Quên, và tôi đã dựa theo cái tựa đó để viết thành Tình Nhỏ Mau Quên. Thực tế là cũng hơi khấu viết thành âm nhạc cho vui. Đúng ra cái tốc độ của em phối nó hơi chậm tí, theo tôi thì hơi nhanh tí cho nó rộn rã hơn. Đúng như anh Hàng Châu nói đó, với cái tiết tấu nó sôi động, nó dí dỏm như thế này thì em cần phải diễn cho nó sinh động chút xíu, mình giao lưu với lại bạn minh họa mình đó. Và đồng thời đó, anh Hàng Châu, cái ý của anh có viết cái chỗ mà tan ta ran tan 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 ti ta ran tan tan tan, là em phải hát rõ nét cái đó, hai cái nốt đó cho đúng cái ý của tác giả. Cố gắng lên, đã chấp nhận mình làm, chấp nhận thử thách thì em phải cố gắng để cho trong lòng khán giả vẫn nhìn thấy em tuyệt vời. Anh Châu nói thì rất là đúng, nhưng mà theo em á thì tất nhiên là ai cũng rất là muốn thể hiện một cái bài hát, dù đó là không phải chất của mình, khó lắm, không phải giỡn đâu anh ơi. Bản thân em cũng là gọi như trầy di tróc dậy những bài hát mà phải chất em, cho nên là rất là đặt niềm thông cảm cho các ca sĩ, mà nhất là bạn Tuấn Nghĩa là một ca sĩ chuyên hát dòng nhạc thính phòng, mà bây giờ qua thể hiện một khúc âm hưởng dân ca quê hương khó lắm, không phải dễ. Cho nên nhưng mà nhắc là vậy, giọng em lả lướt mượt mà, nhưng mà đôi lúc cái lả lướt mượt mà của em nó làm bài hát này nó bị chìm, do chú Hàng Châu viết cái bài này nó có những cái dí dỏm như anh Châu nói vậy đó, thì mình phải xử lý theo dí dỏm, dù tốc độ bài có thể chậm hơn, cái đó mình sẽ cố gắng. Nhưng mà anh Châu nói đúng, mình sẽ cố gắng, đừng có nản lòng, mình sẽ cố gắng hết sức rồi mình học hỏi thêm. Thì chị nghĩ là hát lần thứ nhất em là điểm dày thôi, nhưng mà em hát 10 lần chắc chắn em sẽ hay hơn lần thứ nhất rồi, vì nó thâm nhập vô em rồi. Chúc mừng em. Đêm về chỉ cần lắng tai nghe một chút, những thanh âm sẽ trở nên sống động. Nhưng có lẽ âm thanh của tiếng trọn đêm là những thanh âm khiến cho chúng ta cảm thấy chăn trở nhất. Tiếng trời sao sát lặng lẽ, chua xót như tiếng thở dài của một đời người. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta giận cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên treo chăn tình xa nhịp thở, tiền đổi tay khi rũ cơn mê, để chua xót trên bước về. Rượu trần ai gọi niềm cay, đậm đường hằn mình còn ai đâu để vui, khi cho xa vũng lầy nhân thế. Có ưu tư muộn phiền lên xám môi, bạn quên ta tình cũng quên ta,
nên chân đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng hương vỡ nát nghe xót xa ngùi lên trong mắt đoạn đường xa ta đã đi qua ngày vui tới ta vẫn chờ. Xin được chào Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa chọn một cái bài hát này, nhạc phẩm Thói Đời của nhạc sĩ Trúc Phương. Đây là một trong những bài hát rất là khó hát. Không phải ca sĩ nào cũng có thể thể hiện bài hát này để mà trở thành mình có thể hát hay. Tuấn Nghĩa chọn cái bài hát này, một cái bài hát thật sự là khó hát mà diễn đạt được thành công. Và đối với Dương Linh á, đây là một cái bài hát khó hát nhưng mà chạm vào trái tim của Giao Linh. Giao Linh xin được chúc mừng cho Tuấn Nghĩa và có lời khen con hát bài này. Con rất là hài lòng. Bác sĩ con, cô Giao Linh rất nhiều ạ. Anh rất là khâm phục em đó nha, em trai Tuấn Nghĩa. Anh nghe nói là em xuất thân từ ca sĩ nhạc Tinh Phòng. Mà em chọn dòng nhạc của nhạc sĩ Trúc Phương. Điều anh thích nhất ở em á là cái thần thái, cái phong cách rất là phù hợp với ca khúc Thói Đời. Và cái nhấn nhá của em khi lên xuống cao độ rất là hồn. Chỉ một điều là em tập, em bỏ thêm ngân nga vào. Thì nhạc bolero rất là cần ngân nga, mà nhạc của chú Trúc Phương lại cần nhiều hơn nữa. Nhưng mà dù sao anh cũng chúc mừng em biểu diễn thành công trong ca khúc Thói Đời. Bài hát Thói Đời này rất là khó hát. Có những hát nốt cao rồi luyến lấy nhiều. Rất là khó hát. Nếu mà không khéo thì dễ bị lạng lắm, dễ bị chao đảo. Có một cái anh chia sẻ là luyến lấy cho nó ngọt ngào thêm chút xíu nữa. Tại vì cái dòng nhạc mà như cái kiểu Thói Đời của anh Phương, luyến lấy nhiều. Mình phải luyến lấy cho một cách ngọt ngào và không có bị sướng một chút nào hết. Thì mới ra cái chất này nha. Mà cái câu mà anh thích nhất Nghĩa hát là nghe xót xa ngùi lên trong mắt. Cái câu này em hát cho ra một cái nhạc cảm rất tốt, nghe sướng lắm. Với lại cái những cái nốt cao em vuốt ve em ếm là một xíu, nó nghe êm ái lắm và nó nghe nó thấm lắm. Cái này là cái kinh nghiệm anh chia sẻ với em thôi. Cảm ơn nhạc. Em cảm ơn anh Thái Châu ạ. Hoa muốn ban giám khảo mình có thể chia sẻ thêm một chút về cuộc đời của nhạc sĩ Trúc Phương được không ạ? Anh gọi chú Trúc Phương bằng thầy. Chú Trúc Phương là người trực tiếp dạy cho Chế Thanh cách nhả chữ đầu câu, cách nhấn nhá, khi nào rõ, khi nào
lớn khi nào nhỏ. Những ngày cuối đời của chú Trúc Phương thì anh thường gắn bó với chú. Mỗi lần mà ngồi nói chuyện hai thầy trò, có thầy Thanh Sơn nữa, thì anh thấy ngồi kế bên anh vỗ lưng cho chú Trúc Phương là chú Trúc Phương bị xuyễn. Vỗ 10 phút và vẫn chưa nói chuyện được. Anh rất là thương thầy. Và mỗi lần cầm một văn bản nào có tên Trúc Phương thì anh cảm thấy lo lắng, không biết mình có đủ khả năng để mà diễn tả bài hát của thầy cho nó tới nơi tới chốn hay không. Vì vậy mà mỗi lần nhận văn bản của chú Trúc Phương để thể hiện, anh luôn cố gắng hết mình. Thật lòng mà nói thì Giao Linh cũng gặp và nhạc sĩ Trúc Phương cũng rất là ít. Cái thời gian từ 50 tới 60 là chưa có Giao Linh. Bắt đầu 67 Giao Linh mới đi hát. Có một lần đó thì Giao Linh nhớ không lầm, hình như 1995 hay sao đó, là Giao Linh đi cùng với lại ca sĩ Hương Lan. Hương Lan có nói tâm tình với Giao Linh đó, chị ơi, hai ngày nữa là em đi về Việt Nam, em muốn thăm anh Trúc Phương. Cái Giao Linh nói, ủa vậy hả? Nếu mà hai ngày nữa em về đó thì em cho chị cũng có cái tấm lòng, mặc dù là chị cũng ít có dịp để gặp nhạc sĩ Trúc Phương. Và sau đó thì Giao Linh nghe nó anh mất, cho nên cũng rất là tiếc thương anh. Nhưng mà anh đã để lại cho đời quá nhiều sản phẩm, và những cái ca từ trong cái bài hát của nhạc sĩ Trúc Phương, Giao Linh nghĩ là chắc cũng không có đời sau có ai mà viết cái lối viết mà như vậy, phải không Thái Châu? Yeah. Giao Linh rất là yêu dòng nhạc của nhạc sĩ Trúc Phương. Vào nhau dưới hoa đèn màu, mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, nụ hôn đón chào. Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian thường chê bai. Đời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lời vòng tay. Trường có em đây, rót ly rượu đầy anh uống cho say. Hỡi em dĩ vãng là mơ, tương lai nào chờ. Từng đêm đường vắng mưa khuya, từng đêm về với cô đơn. Em muốn khóc, em muốn kêu lên cho nghẹn ngào dỗi hờn. Anh nghĩ gì khi thấy em lặng lẽ từng đêm phấn son nhạt nhòa, lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ ngồi nơi vũ trường. Biết anh còn yêu em hay biết sau này xa nhau. Đừng làm khổ thêm, đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm. Đêm vũ trường anh đón em, mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu. Mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, nụ hôn đón chào. Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian thường chê bai. Đời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lời vòng tay. Vũ trường có em đây, rót ly rượu đầy anh uống cho say. Hỡi em dĩ vãng là mơ, tương lai nào chờ. Từng đêm đường vắng mưa khuya, từng đêm về với cô đơn.
Em muốn khóc, em muốn kêu lên cho nghẹn ngào dối hờn. Anh nghĩ gì khi thấy em lặng lẽ từng đêm phấn son nhạt nhòa, lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ ngồi nơi vũ trường. Biết anh còn yêu em hay biết sau này xa nhau. Đừng làm khổ thêm, đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm. Biết anh còn yêu em hay biết sau này xa nhau. Đừng làm khổ thêm, đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm. Biết anh còn yêu em hay biết sau này xa nhau. Đừng làm khổ thêm, đừng xem em như cánh chim hoang bay. Bài hát Đêm Vũ Trường thật ra trong bản nhạc gốc là Dưới Hoa Đèn Màu. Bài hát này cùng với bài Phận Tơ Tầm Tình Đời là những bài nói lên tâm trạng của người ca sĩ. Tuấn Nghĩa có chất giọng ấm, rõ và em trình bày bài hát này cũng rất là suôn sẻ. Chúc mừng em. Trước hết là tôi có lời khen cái phần hòa âm rất là hay, mới mẻ. Cái kiểu cách như thế này để thêm một cái sự mà lãng mạn của cái Đêm Vũ Trường. Phần hòa âm này tôi rất thích. Nhưng mà tới cái phần hát, em hát rất cảm xúc tốt, nhưng mà có những cái nốt em, nếu mà mình không khéo, mình đổi mới nó nhiều nốt thì mình làm cái bài hát nó xa lạ với người nghe. Thành ra là ít thôi, một hai nốt mà đắc ý thôi, những cái nốt nó phải đặc biệt, phải có giá trị thì cái sự đổi mới của em mới được người ta ghi nhận. Khi mà cái giai điệu nó cất lên á, với một cái điệu bossa nova, mặc dù Vân Khánh là người chuyên hát dân ca trữ tình ha, nhưng ngồi cũng muốn nhún nhảy theo đúng không? Nó rất là phù hợp với cái bài hát Đêm Vũ Trường. Như là anh Châu đã khen ngợi rằng là cái hòa âm rất tốt. Và hôm nay em cũng thể hiện rất feel, rất có tình cảm. Chị hiểu rằng là mỗi ca sĩ, nhất là những ca sĩ đã đi hát, cũng đã từng đi hát biểu diễn như tụi em, cũng mong muốn mình tìm một cái gì đó mới mẻ hơn. Cái hòa âm rất là tốt rồi, thì bây giờ em muốn xử lý nó tốt hơn, có cái gì đó nó feel, nó lạ hơn. Cái đó rất là đáng khen. Tại vì thực ra là mình phải muốn tìm những cái gương mặt và những cái màu sắc, những cái giọng hát nó phải có những cái bứt phá riêng. Không thể là cứ theo cái lối mòn của những ca sĩ đi trước được. Mà nhắc đến cái ca khúc đó là nhắc đến Tuấn Nghĩa chẳng hạn. Thì cái đó là cái ý tưởng mà em muốn làm mới. Em muốn đổi đi một chút xíu, thay đổi cái phong cách hát. Cái đó là điều rất là đáng khen. Nhưng mà chỉ góp ý một chút xíu thôi. Khi mình thay đổi là mình phải cẩn thận. Tại vì thay đổi mà mình làm không tới thì nó sẽ bị phản tác dụng. Tại vì thế này, lúc nãy chị hiểu rằng là trong cái phần hát trước gian tấu á, em vẫn còn bị gò lắm. Cái phần sau gian tấu em hát tốt hơn. Lúc đó làm như là em đã bắt được cái nhịp và em cảm nhận được rồi á, thì em hát em thoáng hơn, em mở ra hơn, em feeling hơn. Em thay đổi là một cái ý tưởng là cũng táo bạo, dám thể hiện mình trong một cái cách hát mới là cái đáng khen ngợi. Nhưng phải cẩn thận và phải chỉnh chu nó. Chị muốn góp ý cho em trong cái cách mà em feel á. Chứ còn hôm nay thì với cái cách diễn với em thì em hát rất là có tình cảm và có độ chiều sâu. Chúc mừng em. Mà là cảm xúc của những giây phút khi được gần bên nhau, dù chỉ là chốc lát, nhưng hãy cứ yêu đi, yêu thật say đắm và chân thành. Chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai, biển xanh vẫn xanh người đi sao đành. Để trong giấc mơ hồn anh
thẫn thờ. Em ơi bao giờ mới được gần nhau, biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm rồi xa nhau ngàn chung. Lệ này cho em hay lệ này cho anh khi mộng ước bao lâu, hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng bên nhau. Biết em sẽ buồn vì thuyền anh không rời bên, biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Hôm tiễn anh về nơi cuối trời, em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi. Nói thì Tuấn Nghĩa, em có một sắc thái mang dáng vóc của một nghệ sĩ rất tốt trên sân khấu, biểu cảm và mọi thứ về hình thức đều rất là đặc biệt. Về giọng hát thì em hát một cách nhẹ nhàng, giống như một lời thỏ thẻ, như là nói chuyện, và điều đó là một điều khiến cho Quỳnh Lan cảm thấy rất hài lòng và rất thích thú với tiết mục của em.
Cái bài này thì thường thường ta hát là slow rock, thì em có cái cách phối mới, nó hơi có jazz chút xíu, thấy nó cũng là hợp đó. Cái bài này nó buồn như một cái tính cách buồn nhẹ nhàng, cho nên là nếu mà em chọn cái tiết tấu này thì cũng rất là hợp. Nhưng mà cứ một vài đoạn, nhất là khi mà em mới đầu vô đó, thì em nên hát rõ một chút xíu. Và có một cái đoạn gần sau nữa, gần sau chót, thì là em lại hát vội quá. Thật sự là em nên hát một cách lừng khừng một chút xíu, là tự vì cái điệu, nhịp điệu nó là như thế. Thành ra là cái đoạn giữa thì rất là tốt, là tự vì nó cái cao trào thì em biểu hiện rất tốt. Cái cách hát của Nghĩa nó cũng phù hợp đấy. Hát một cách lãng đãng như thế. Tôi thích nhất cái câu em, cái chữ cuối cùng bên nhau. Quá là hay, ếm hơi lại. Em hát lại chỗ đó một lần nữa đi. Đêm cuối cùng bên nhau. Đó. Yeah. Thường thường á, tới cái chữ đó người ta ưa bung ra lắm. Yeah. Ha, đôi khi không khéo nó chói tai. Mà em hát như thế rồi em đếm lại cái chữ cuối cùng bên nhau, nhẹ nhàng mà thấm thía. Mà cái cung trưởng cần có những yếu tố này. Một lời khen tặng cho em, nhất là cái bài phối âm, và cái thứ hai nữa là cái cách hát. Em có tính toán, em có sắp xếp hát, và cái cảm xúc của em rất đều đặn. Công chúa, hoàng cung đang mở yến tiệc tưng bừng, mà sao nàng lại trốn vào đây buồn thủi như vậy? Ta cảm thấy nhạt nhẽo quá à. Có lẽ những yến tiệc trong hoàng cung ta không còn cảm thấy hứng thú nữa. Ước gì ta được ra khỏi thành, hít thở không khí như những người dân thường. Vậy nàng hãy nhắm mắt lại, ta sẽ dẫn nàng đi nhé. Một lần yêu, khi biết yêu mà mộng thật nhiều. Mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngẫu trăm năm bền lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười sẽ đắm như du hồn em, mộng vàng đắm say. Người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đừng đắn đàng hoàng. Người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm là lời, không như áng chiều trôi lời chốt lưỡi đầu môi. Anh ở đâu em tìm chẳng xa, trong đám đông những người thật thà. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời anh chỉ yêu em mà thôi, hoàng tử của em. Một lần yêu, khi biết yêu mà mộng thật nhiều. Mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngẫu trăm năm bền lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa,
nụ cười say đắm như du hồn em, mộng vàng đắm say. Người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đừng đắn đàng hoàng. Người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm là lời, không như áng chiều trôi lời chốt lưỡi đầu môi. Anh ở đâu em tìm chẳng ra, trong đám đông những người thật thà. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời anh chỉ yêu em mà thôi, hoàng tử của em. Được chúc mừng chàng hoàng tử Tuấn Nghĩa với một ca khúc đầy sắc màu, Hoàng tử trong mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên. Hôm nay em thật sự em làm chị hơi bất ngờ á. Từ trước tới giờ có bao giờ em biểu diễn trên sân khấu mà múa cùng với diễn viên như vậy chưa? Đến cả nghĩ đến việc là mình nhảy trên sân khấu là em cũng chưa từng nghĩ tới luôn. Và lần này thấy cũng rất là điêu luyện đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo. Trước tiên con xin được mời chú Giao Tiên ạ. Khi mà chú nhìn thấy một sắc màu, một hoàng tử trong mơ theo một cái phong cách hoàn toàn khác như thế này thì chú cảm thấy như thế nào ạ? Một tiết mục rất là lạ. Trước hết là phải cảm ơn đạo diễn đã dàn dựng một cái tiết mục hết sức là thú vị. Rồi đến ca sĩ, rồi đến top múa, tất cả đều thể hiện rất là duyên dáng. Bản thân của tôi là nhạc sĩ, tôi tự thấy là hết sức khen ngợi các em đã làm rất đẹp cái tiết mục này. Vâng, xin được cảm ơn chú Giao Tiên. Con muốn hỏi chú là ngày xưa khi mà chú viết cái bài này á, hoàng tử trong mơ đó là chú đang tưởng tượng ra một cái giai đoạn nào? Hoàng tử đó là hoàng tử ở Việt Nam hay là ở trời Âu, hay là có bao giờ chú nghĩ là hoàng tử đó là một chàng trai ở Ả Rập không ạ? Thật ra đó thì là khi mình sáng tác thì mình ý nghĩ của mình nó rất gần gũi thôi. Hoàng tử của một người, người nữ yêu cái người đó quá thành hoàng tử của mình. Chứ còn không có cái ý nghĩ sâu xa là hoàng tử đó là của thời đại, của xứ sở khác, không có. Hôm nay đến dự chương trình, tự nhiên thấy cái bài Hoàng tử trong mơ của mình được thể hiện như là một hoàng tử của Ả Rập xa xôi, rất là độc đáo. Trước hết đây là một bài hát rất là sôi động. Bài hát này khi mà dàn dựng như thế này thì đúng là rất đặc biệt, rất là độc đáo. Về hình thức thì rất là tuyệt, không có chê. Nhưng mà giờ riêng về nói về cái nhạc sôi động này, bản thân nó đã sôi động rồi, nhưng giọng hát em chưa phải sôi động. Dù rằng mình thể hiện tình cảm, nhưng chị muốn cái tiết tấu của giọng hát em nó cũng phải theo cái bài hát luôn, mạnh mẽ hơn một chút và nó sôi động hơn, thì nó sẽ nâng được cái bài hát ở cái kiểu mới hơn. Ngọc Anh à, anh lại nghĩ như thế này, tại vì nghĩa hòa âm mới mẻ theo cái dàn dựng theo cái người Ả Rập như thế này, di múa thì nghĩa nó hát cái cách lạ lướt này là phù hợp với cái hòa âm của nó đó chứ. Em muốn giọng bạn ấy sáng hơn nữa. Nếu như bây giờ mình ngưng hết nhạc để tiếng hát không, giọng bạn ấy sẽ y như một bài trữ tình. Nhưng ví dụ mà... vậy là ta 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 ta. Vậy là phải hòa âm khác rồi đó. Không, nhưng mà nó vẫn ăn vô trong cái bài đó. Thì cái giọng bạn phải sáng lên để thấy được cái sự happy, cái nếu hạnh phúc mà, của nếu bạn. Mà nghĩa mà hát mà nó staccato, nó mạnh dạn hơn nữa là anh nghĩ là không phù hợp với lại cái cách hòa âm này. Bởi vậy cho nên đang nãy giờ đang suy nghĩ là tính hỏi anh Giao Tiên cái độ giật này có đủ đô anh không. Mà thấy anh cười thôi, anh chưa giật. Thành ra là ý của anh đó, mà tiết tấu như thế này là tốt hay là phải sôi động hơn nữa? Theo anh nghĩ thì sao? Theo tôi đó là mình đã chuyển thể ra một cái thể loại khác, không còn là cái agogo của ngày xưa nữa. Dạ. Cách hát này là phù hợp phải không? Rất là phù hợp. Em hát gì phải là phù hợp. Phải nói là nó hay ở cái chỗ là em có những cái chỗ nhấn nhá nó rất độc. Đúng rồi. Mình viết cái hòa âm như thế này thì phải hát như vậy thôi. Mà nói gì nói, hai người đồng ý nghĩa, có mình cô vậy cô thua rồi. Cũng rất bất ngờ nghe anh Giao Tiên là làm dàn dựng một cái này rất là mới mẻ, tôi rất là thích. Bài này hay lắm, bởi vì cho nên cái bài Hoàng tử trong mơ này, anh thấy tới cái năm tháng này vẫn còn tồn tại được. Wow, cái hãy nghe tôi hát với phiên bản nhạc sĩ chủ đề mà dàn dựng một cách mới mẻ cho cái bài hát của anh.
anh thấy hạnh phúc không? Rất là vui, rất là hạnh phúc. Một tràng pháo tay đi. Thưa quý vị, những người đã theo dõi bạn Tuấn Nghĩa từ những buổi thi đầu tiên, không biết là có nhận ra là hôm nay Tuấn Nghĩa trông rất là lạ không ạ? Rất là đẹp trai với mái tóc ngắn này, trông lạ quá, nhưng mà rất là đẹp trai. Xin được chúc mừng Tuấn Nghĩa với ca khúc Nỗi Buồn Cá Trỏ. Bây giờ thì xin được mời Tuấn Nghĩa sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo. Trước tiên thì em xin được mời anh Thái Châu, người cũng đã theo dõi bạn Tuấn Nghĩa trong những buổi thi trước ạ. Nãy giờ chị Phương Dung cũng thắc mắc cái tóc của em hoài kìa. Dài hay là ngắn gì cũng đẹp, mặt khôi ngô, tuấn tú phải không? Yeah. À, cái bài hát này anh đã nghe nè, có ca sĩ thể hiện qua điệu tango, là nó có cái hay của tango. Rồi có những ca sĩ thể hiện habanera, như đây, chị Phương Dung hát với cái điệu habanera. Rồi có những ca sĩ hát bolero, nhưng mà em là rumba. Anh khen em một cái chỗ như thế này, đứa cái điệu rumba, tiết tấu nó có dạt dào, có nhanh hơn, nhưng mà hát rất là tình cảm. Hát nghĩa là nhấn nhá rồi vuốt ve rồi, rất là tình cảm. Anh cứ sợ là cái tempo như thế này, sợ nó mất đi cái chất tình cảm tha thiết. Nhưng mà không ngờ em hát vẫn tốt, vẫn có tình cảm, có mượt mà, có thước tha trong cái bài hát này. Đây là một cái điểm son của em. Cảm ơn em rất nhiều. Xin được cảm ơn Dân Ca Thái Châu đã nhận xét cho ca sĩ Tuấn Nghĩa. Bây giờ thì mời em nghe lời cảm nhận từ chị Như Hảo ạ. Chị chỉ có một ý kiến nhỏ thôi. Nếu như mà theo ý kiến riêng của chị, nếu như mà chậm lại khoảng 2 số thì chị nghĩ em sẽ có đất để em diễn cảm cái bài hát nhiều hơn nữa, và cái lời bài hát nó sẽ rõ hơn. Đó là cái ý kiến riêng của chị. Còn nhìn chung á thì nhạc hay, giọng hát của em rất đẹp. Em biết xử lý được chỗ nào thì nó hát êm, chỗ nào thì nó lên cao trào. Giọng em rất đẹp và hát rất tròn trịa. Với riêng chị thì chị chỉ muốn là nếu như chậm lại chút xíu để cái lời hát của em nó rõ hơn cho khán giả nghe thì chị nghĩ sẽ nhiều cảm xúc hơn. Xin được cảm ơn ca sĩ Như Hảo ạ. Cái em này muốn đổi mới cái cách hòa âm. Dạ. Và cái cách hát cho cái riêng một cái bài này. Dạ, thành ra là cho nên mới đi cái tiết tấu nhịp điệu rumba. Khen em ở cái chỗ là em hát cái dạng nhạc xưa, nhạc trữ tình bolero, nhưng mà lại không ủy mị, rất là hay. Chị thích cái phong cách của em trên sân khấu nữa. Em diễn với bạn diễn, em làm chủ được sân khấu. Mình làm ca sĩ thì mình phải làm chủ sân khấu, mình phải cuốn hút khán giả, không những ở lời ca, không những ở giọng hát, không những ở vóc dáng, mà là cái biểu diễn của mình nữa. Thần thái, và em làm được điều đó. Đôi khi khán giả hoặc là một người giám khảo nào đó nghe không quen với cái tiết tấu nhanh như thế này, không quen cái sự đổi mới của em trong cái bài hát này. Nhưng mà cái hay ở sao là em đổi mới, em phá cách, em hát nó nhanh hơn, nhưng mà cái quan trọng là giữ được cái linh hồn bài hát. Em hát được thấm thía, em hát được cái cảm xúc. Đây là một cái điều tốt và cái điều hay của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của cô Phương Dung. Nhưng mà trước khi cô Phương Dung nhận xét về phần biểu diễn của Tuấn Nghĩa thì Quỳnh Hoa muốn hỏi cô Phương Dung là bài hát này khi cô nghe thì cô có cái cảm xúc như thế nào? Bởi vì tất cả chúng ta cũng biết là Nỗi Buồn Gác Trọ nó gắn liền với cô Phương Dung như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì cô hãy chia sẻ là cái kỷ niệm của mình khi mà lần đầu tiên hát bài hát này ạ. Nỗi Buồn Gác Trọ được khai sinh vào năm 1963. Từ hang cùng ngõ hẻm người nào cũng thuộc Nỗi Buồn Gác Trọ. Và nhạc sĩ Hoài Linh và Mạnh Phát, hai người chia đôi bản quyền bài hát này. Và bài hát này cũng là cái bài mà chị Phương Dung đã thâu. Lúc đó chị là một cô bé còn nhỏ lắm, 16 tuổi thôi. Và chính nhạc sĩ Mạnh Phát đã lên nhà dạy từng câu hát. Trong cái tiết mục này, chị Phương Dung rất thích, tự vì cái điệp khúc nó hát quá hay. Tên rất là tự tin hoàn hảo. Hát rất hay cái khúc đó. Và trong nhiều người hát bài hát này thì họ đổi bolero, họ đổi tango. Nhưng mà với chị thì chị hát habanera. Bài hát này
chắp cánh đi khắp bốn phương và luôn luôn được mọi người thương mến. Có thể nói đây là một cái bài hát gắn liền tên tuổi của mình gần 60 năm. Hôm nay em hát bài hát này đã làm cho cô hồi tưởng lại cái thuở mình còn là một cô bé. Cảm ơn em đã trong vòng 5 phút đồng hồ để cho chị Phương Dung nhớ lại khoảng thời gian đẹp nhất trong đời mình. Cảm ơn em rất nhiều. Xin được cảm ơn với ca Phương Dung ạ. Về đây nhìn mây nước bơ vơ, về đây nhìn cây lá xác xơ, về đây mong tìm bóng chiều mơ, mong tìm mái tranh chờ, mong tìm thấy người xưa. Về đây buồn trong cánh chim bay, về đây buồn nghe gió heo may, về đây đâu còn phút sương vầy, đâu còn thắm niềm say, lạnh lùng ngắm trời mây. Ôi giờ đây nát tan, đỏ vắng không người sang, thôn xóm trông điều tàn. Xa xa nghe tiếng chim kêu đàn, nghe suối reo bên ngàn, dường như oán như chiều nay buồn trong cánh chim bay, chiều nay buồn nghe gió heo may, chiều nay đâu còn phút sum vầy, đâu còn thắm niềm say, lạnh lùng ngắm trời mây. Chiều nay
đâu còn phút sum vầy, đâu còn thắm niềm say, lạnh lùng ngắm trời mây. Chiều nay đâu còn phút sum vầy, đâu còn thắm niềm say, lạnh lùng ngắm trời mây. Xin được cảm ơn ca sĩ Tuấn Nghĩa đã nói lên nỗi lòng của nhạc sĩ Châu Kỳ qua ca khúc Trở Về. Chúc mừng em. Bản thân Hoa thì rất là thích khi mà xem Tuấn Nghĩa thể hiện ca khúc này. Còn bây giờ thì sẽ nghe ý kiến từ ban giám khảo. Tuấn Nghĩa có một cái giọng hát á, khi cất lên á, làm cho người ta phải lắng nghe, bắt buộc người ta phải lắng nghe. Cộng thêm nữa là em có một cái kỹ thuật, em có một kiến thức về âm nhạc. Cho nên khi em thể hiện bài hát, em biết cách trau chuốt chữ, em biết cách bỏ nhỏ, em biết cách cuốn hút người ta. Em rất là an nhiên. Em hát, cái người diễn viên của em cũng vậy nữa. Một bức tranh, một cái sự sáng tạo trong một tiết mục mà làm cho người xem cảm giác như là rất là nhẹ nhàng, rất là an nhiên. Cảm thấy rằng nếu như cái cuộc tình chúng ta nó không có duyên thì chúng ta cũng đành để người yêu bước đi. Mà trong lòng mình thì rất là đau đớn, nhưng mà cũng không dám thể hiện ra ngoài để cho người yêu mình chùn bước. Em rất thông minh khi thể hiện vào ca khúc này. Chúc mừng em. Khi bạn cất giọng hát lên, Nguyên Vũ bất ngờ lắm. Bởi vì cái độ nồng ấm đỉnh đạt trong cái giọng hát của bạn, đặc biệt là sự tự sự ở trong đó, nó pha một chút thính phòng trong đó, khiến cho Nguyên Vũ phải chú ý tại sao một chàng trai trẻ trung nhưng mà hát một cách từ tốn rất là đỉnh đạt như vậy. Bạn vuốt ve từng cái câu chữ và bạn kể rõ từng câu chuyện ở trong từng cái lời bài hát trong đó, và một cái hình ảnh đầy sang trọng trên sân khấu, tình cảm của bạn cũng đã trao hết vào trong bài hát. Chúc mừng bạn. Vì như lúc nãy đã giới thiệu thì đây là cái ca khúc đầu tay của nhạc sĩ Châu Kỳ. Nói lại chính cái cuộc đời của ông, kể lại chính cái tâm sự của mình. Và thực sự là khi nghe Tuấn Nghĩa hát thì mình cảm thấy đúng là những cái câu chuyện đó đang được diễn ra trước mắt. Còn bây giờ thì em xin được nghe ý kiến từ anh Thái Châu ạ. Đúng là cái bài hát này melody quá đẹp, hay lắm. Nghĩa có biết cách để mà cho cảm xúc vào từng đoạn bài. Cái hòa âm này cũng hay lắm, tôi rất thích. Cái bài hát này đó, em hát mà tinh tế chút xíu nữa là còn tuyệt vời nữa. Và vuốt ve chút xíu nữa, êm ái. Tại vì tư sự mà, cái melody nó đẹp quá. Lâu lắm rồi anh mới nghe cái bài hát Trở Về. Em chọn bài này, anh không ngờ luôn. Rất là thích, cảm ơn em. Tôi nghĩ có một cái giọng hát rất là đẹp, đầy và nó lại êm. Lâu lắm rồi Nguyễn Quang mới thấy nghe được một cái giọng nam mà hát êm như vậy. Chỉ tiếc có một chút xíu thôi, một chút thôi. Cái câu bắt vào đầu, cái nốt đầu tiên bắt vào á, anh Dũng anh thích bài đó lắm, thích cái câu đó lắm. Tại vì cái kiểu của anh Dũng, anh cũng là một nhà hòa âm, cho nên là cái câu đầu tiên anh vào á, anh vào rất là lạ. Cái chủ đề nó lang thang ngay từ đầu như một cái cơn gió. Đi một hồi xa mới về chủ âm lại. Thì cái nốt đầu tiên á, anh thích lắm. Không biết lý do gì, có thể nghe nhạc không rõ hay là sao đó. Cái đầu vào nó hơi trong trên, chỉ có một chút đó thôi. Còn lại thì có thể nói rằng là rất là hoàn mỹ với cái cách hát này trên cái bài phối trầm êm nhẹ nhàng, rất là thích hợp. Thì anh chia sẻ với em cái này, cái cách mình hát như thế này, vô đầu bài nguyên một cái đoạn A mà em cứ lãng đãng như thế không nên. Để cái sự lãng đãng, cái cách hát lãng đãng nhịp á vào cái điệp khúc nó tốt hơn. Vào đầu bài đoạn A mình cứ hát đúng đúng cái nhịp của Quốc Dũng viết. Vô điệp khúc mình hát lả lơi lãng đãng chút xíu để cho thấy một cái bài hát mình có phân ra rõ ràng A với B với C mình hát như thế nào, và cái thể hiện của mình là ấn tượng khán giả, ấn tượng người nghe nhiều hơn nha. Đây là một cái chia sẻ về cái kinh nghiệm hát. Thank you.
Một hôm bước lần theo lối cũ, tôi về thầm mơ gian hoa tím xưa chưa phai. Đời tôi đã nhiều lần vui bước phóng chân, gió lùa sao xuyến tim đơn chiếc thân. Lòng tôi vẫn còn ghi mãi phút êm đềm, thềm hoa chia tay lúc trăng đang lên. Hẹn tôi đến một mùa xe thắm duyên lành, ngắt bông hoa tím trên cành chào anh. Tôi vào vườn xưa gặp em tóc buông vai gầy, thẹn thùng nhìn tôi ngỡ trong giấc mơ. Hoa nào đợi chờ không phải xác hương, ngày tàn không gieo nhớ thương, dặm trường không gây vấn vương. Chiều nay dưới gian hoa thơm ngát êm đềm, vầng trăng thu soi mắt em long lanh. Hỏi tôi những chiều buồn mây tím xây thành, có thương hoa thắm mong chờ không ai. Gặp em tóc buông vai gầy, thẹn thùng nhìn tôi ngỡ trong giấc mơ. Hoa nào đợi chờ không phải xác hương, ngày tàn không gieo nhớ thương, dặm trường không gây vấn vương. Chiều nay dưới gian hoa thơm ngát êm đềm, vầng trăng thu soi mắt em long lanh. Hỏi tôi những chiều buồn mây tím xây thành, có thương hoa thắm mong chờ không ai. Hỏi tôi những chiều buồn mây tím xây thành, có thương hoa thắm mong chờ. Bài hát này nó, cái người phối âm làm nó cổ điển quá. Anh muốn là một phần nào ở cái đoạn A hơi classic, cổ điển, nhưng mà từ về sau em phải làm mới lên. Bài này là một trong những bài khó để mà trình diễn, không mấy được bao nhiêu ca sĩ chọn bài hát này. Anh nghĩ em là một người có kiến thức âm nhạc tốt, cũng nghĩ về điều này. Khi hòa âm em nên trao đổi với người hòa âm, làm cái bài hát nó sinh động thiệt.
anh là một khán giả đi, anh đang chờ những cái gì mới. Anh nhắc em nên những cái bài hát mà càng xưa như thế này mà khó hát, khó làm vừa lòng khán giả. Ta nên suy nghĩ phải làm như thế nào để gây cái sự đặc biệt cho cái bài hát, cho cái tiết mục. Sự thử thách của cái tiết mục này anh thấy là chưa có nổi bật, chưa có một cái dấu ấn để khán giả nhớ đến cái bài hát này qua cái sự trình bày của Tuấn Nghĩa. Như Tuấn Khanh chú đặt bài hát này đó, là nó gần như là cái cảnh trí trong đó nó đã vẽ cho mọi người nghe, mọi người thấy hết rồi. Thì khi mà em hát á, thì tụi anh hy vọng rằng em sẽ diễn tả được dưới dàn hoa cũ. Khi mình đi trên một con đường, mình trở về ngôi nhà cũ, mình nhìn hoa, nhìn cảnh, nhìn lá, mình hát cho nó êm đềm. Thì trong một cái diễn tả về cái giọng hát của em thì rất là khá. Và trong cái dàn dựng thì anh thích vô cùng. Tuy nhiên mà khi mà hát cái bài này để tô vẽ cái cảnh đó, thì khi mà anh nhắm mắt anh nghe, nó đúng như anh thấy Châu nói, nó quá classical. Tuy nhiên thì riêng anh thì anh cũng rất là thích tiết mục này, vì em cũng đã thể hiện được bản lĩnh của em. Đó là một người có thể đối phó với một bài hát khó. Mình diễn cái kiểu này nó hơi thính phòng chút xíu, thì cứ cho nó là một bài nhạc thính phòng mà em đã trình bày rất là khá đi. Cái bài này nếu tách riêng ra là một tiết mục trình diễn thuần túy và độc lập thì là xuất sắc, rất là hay. Vì Nghĩa hát rất hay, đây là đúng là cá gặp nước rồi. Nhưng mà rõ ràng đây là một cái cuộc thi, cho nên mọi người cũng có cái quyền đưa ra một cái kỳ vọng gì đấy nó cao hơn. Mình là một thế hệ trẻ thì mình có thể làm một cái gì đấy nó hay hơn. Thực ra Nghĩa đã từng làm như thế ở những vòng trước rất là hay. Dù gì cũng phải đánh ra một cái khách quan là Nghĩa đã làm rất tốt với những gì mà bài hát này nó cần. Vì đây là một bài hát có giai điệu đẹp. Nhạc sĩ Tuấn Khanh là người mà mặc dù ông viết nhạc ở giai đoạn sau này, nhưng mà cái nhạc của ông nó có nhiều cái màu sắc tiền chiến. Và cái bài này là cái bài mà điển hình tiền chiến nhất trong tất cả những bài của Tuấn Khanh đã viết. Nếu mà chú Tuấn Khanh chú xem chương trình này thì chắc là chú sẽ thích cái phong cách trình diễn như thế này, bởi vì nó sẽ gần với những gì chú đã từng viết ra. Nhưng mà rõ ràng ở đây ấy, thì các giám khảo và có thể khán giả, nếu mọi người cũng mong chờ một cái gì đấy nó mang tính cập nhật. Đây là cá nhân thôi, mình rất thích cái phần này vì mình thích những cái giai điệu đẹp, mình thích những cái màu sắc cổ điển như thế. Bởi vì nếu mà cứ nương theo những cái giai điệu đẹp ấy, nhiều khi nó chỉ là một kiểu nịnh tai, thì đương nhiên là thế rất hay, rất du dương, nhưng mà nó sẽ không hay hơn được những cái đã từng làm trước đây. Thì đấy là cái mà mọi người đòi hỏi ở những giọng hát mới, những gương mặt mới như Nghĩa thôi. Xin cảm ơn Tuấn Nghĩa. Những
ngoài trời mưa rơi, trời mưa không dứt, con đường chân ướt, em đến thăm tôi. Nhớ, nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau, nhìn hạt mưa ước mơ ngày mai sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi. Thôi niềm thương ấy xin trả cho người, vì ngày mai tôi sẽ xa rời, kỷ niệm đành xa rời mãi. Trên, trên con đường sóng gió ra đi, vì làm trai tôi đành lỗi hẹn, những niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời. Nếu một ngày không có tôi, thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé, xin đừng giận dỗi, xin hiểu cho tôi. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau, thì ngày nay có đâu buồn đau, nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đau. Vâng, thưa quý vị, một bài hát đầy cảm xúc. Giờ phút này khi Quỳnh Hoa đứng trên sân khấu thì có cảm giác như là Tuấn Nghĩa vẫn chưa thoát ra được khỏi nhân vật mình vừa thể hiện. Ngay bây giờ thì xin được mời Tuấn Nghĩa sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo. Một tiết mục dàn dựng rất là đơn giản nhưng mà lại rất đặc biệt. Em thu hút mọi ánh nhìn, em thu hút mọi cái lỗ tai người ta nghe, người ta không muốn thoát ra khỏi một cái cảm giác lâng lâng. Rõ ràng là chị nói ở đây là bây giờ chị là fan của em rồi đó. Nói về cái hát, em rất thông minh. Em đưa người ta một cái cảm giác này đến một cái cảm giác khác, khắc khoải rồi cao trào rồi cháy bỏng. Và cái dàn dựng quá đẹp đi. Thôi nói nhiều đủ rồi, chúc mừng em. Tôi nghĩ tiến bộ quá Tôi nghĩ ơi. Anh rất là bất ngờ khi mà ngồi xem em hát ngày hôm nay. Em chọn ca khúc này rất là phù hợp với lại tố chất của em, của một người ca sĩ gốc nhạc thính phòng. Cao độ em xử lý tốt, lên cao cũng sáng mà xuống thấp cũng rõ. Nhưng anh tiếc một điều, khi mà em đã chọn feel á, em feel phải feel cho tới luôn. Em feel á, nó còn lưng lửng, chưa có đã. Anh ước gì mà em chút xíu nữa đã cách mấy. Nếu ngày ấy nó sẽ dài hơn chút xíu nữa. Nếu như lên tới đúng cao độ và kéo dài chút xíu thì nó đã quá trời đã. Mai mốt đã chơi là chơi phải tới nha. Nhưng dù sao anh rất rất là mừng với sự tiến bộ của em ngày hôm nay. Cái bài hát này khi mà anh Khánh Băng viết vào giữa thập niên 60 đó. Cái bài hát này rất là hợp với lại cái cá tính âm nhạc của anh. Anh hát thích quá thích. Tại vì có đất để cho mình biểu diễn giọng. Những cái nốt cao, treo. Mình khoe cái giọng hát của mình. Em hát bài này dạt dào tình cảm. Em sắp xếp cái cảm xúc hợp lý từng câu. Cái này rất tinh tế. Tôi không ngờ đây là một bất ngờ. Đúng như là Đông Đào nói, em cho khán giả và ban giám khảo đây nhiều cung bậc cảm xúc trong bài hát này. Em đặt để cái cảm xúc em từng câu hát rất là hay. Tiếc ở cái chỗ là khi mà em cầm cái tay cô đấy, có đâu mình xa nhau, có đâu buồn đâu, rồi từ từ hãy buông ra. Vừa dứt cái buông liền à. Trời ơi, buông chi sớm vậy. Cái cảm xúc vừa, có đâu buồn đâu. Trời ơi là trời. Từ từ được không? Như là hơi phũ phàng quá đúng không anh? Bốn cái chữ đó rất nhẹ nhàng ở Đông Đào. Nhưng mà đông đầy cảm xúc em ơi. Tôi nghĩ với cái vòng thử thách này em làm rất rất tốt. Cảm ơn em. Từ
chơi trong màn đêm, nhạt cánh hoa rơi bên thềm sương, người yêu khuất xa khi chiều ấy, giờ mình tôi đứng trong sao mờ. Nhìn chiến sang ngang trong trời đêm, lỡ bước sang sông, ôi từ đây người đem nát tan cho đời tôi, giờ mình tôi đêm sâu chia phôi. Ôi dòng sông xanh ngày xưa, đâu người yêu mến thuở ấy, vương hoài tình tôi câu thề, hết rồi kỷ niệm mộng đã. Đừng oán than chi cùng đàn ơi, tình dỡ sang rồi ôi biệt ly, người đâu đến đây trong chiều ấy, để sâu để nhớ rồi người. Chúng tôi đã giới thiệu một bài hát rất ít người hát, nhưng rõ ràng đây là một ca khúc rất hay của nhạc sĩ Khánh Băng. Xin được cảm ơn phần biểu diễn của hai ca sĩ Đào Ngọc Sang và Tuấn Nghĩa. Bài hát này hay lắm. Anh nghĩ là chắc là ca sĩ họ quên.
điệu văn rất là du dương, rất là lãng mạn. Ngày xưa anh cũng có dịp hát qua cái bài hát này. Thì một cái suy nghĩ của anh trước khi mà nghe hai em hát á, anh nghĩ, chà, cái cặp song ca này coi chừng là Tuấn Nghĩa là coi như là lấn lướt Đào Ngọc Sang à nha. Anh suy nghĩ như thế. Nhưng mà khi hai em hát ra rồi á, thì Đào Ngọc Sang lại có những cái câu hát rất là hay hơn Tuấn Nghĩa một chút, hơi nhỉnh một chút. Hai em hát tâm tư sâu lắng có nè, cái cảm xúc kịch tính của cái giai điệu van này có, qua cái cách hát từng câu hát. Đào Ngọc Sang anh thích em hát cái câu mà tình dở dang á, cái chữ dở dang của em hay lắm, ấn tượng người nghe, thích lắm, rất là thấm thía, rất là tình cảm. Rồi hai em bè bối với nhau, rất là quyện với nhau, bè bối chuẩn xác, sáng, rất là đều. Song ca là như thế, phải hòa hợp với nhau, ăn ý từng nốt, từng câu nhả chữ ra, nó đều như thế, là tuyệt vời. Rất là khen ngợi cái thử thách bài hát này của hai em. Ở hai bạn á, hôm nay là chị khen đều, tức là không bạn nào nhỉnh hơn bạn nào, mặc dù là biết mỗi bạn có một sở trường, nhưng mà chị khen là ở hai em hôm nay á, là hai em có sự tương tác khi hát song ca. Người này biết nâng người kia và người kia nâng lại người này. Hai em làm cho người ta cảm nhận rằng là không phải là thi nữa, mà hai em có một sự tương tác nương nhau để tạo một cái tiết mục. Chị không rời mắt khỏi được hai em, rõ ràng nó động lại trong tim của cái người xem tiết mục này rất là tốt. Chúc mừng hai em. Anh xem Đào Ngọc Sang diễn thể loại nhạc pop, nhạc sôi động nhiều rồi, quen rồi. Tới bài này thì anh rất là ngạc nhiên về cách xử lý bài hát của em. Anh mới phát hiện được là khả năng tiềm ẩn phong phú ở trong em. Em xử lý bài hát này rất là tốt, rất là phù hợp với giọng. Đối với Tuấn Nghĩa thì thể loại nhạc này không xa lạ gì với Nghĩa rồi. Cho người nghe mang mát, du dương, sướng lắm. Thì anh rất là hài lòng, rất là hài lòng. Chúc mừng hai em.